mọi người. Hôm nay Thanh sẽ múc bang món ăn Việt. Thử tài múc bang cùng Thanh nhé. Let's go. À, đầu tiên là món phở nè, bánh xèo và gỏi cuốn và một ly nước. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Đầu tiên mình sẽ thử món ăn phở trước nha. Ăn phở đúng không? Rồi, trước tiên ta bỏ giá. Món ăn không thể thiếu, món ăn truyền thống của mình. Đặc biệt ở đây mình rất thích là đi Lotte Mart quận 7 vô khu ẩm thực. Vì ẩm thực ở Lotte Mart cực kỳ ngon luôn. Từ món ăn nè, phở nè, bánh xèo, quả cuốn mình thích, mình kêu ra một lần hết vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ rau ôm. Rồi mình nặng một chút xíu chanh, tùy khẩu vị mỗi người. Nhưng mà mình là thích ăn với chanh nặng ha, một chút cho nó có vị. Rồi mình sẽ trộn ha, mix hỗn hợp. Wow, món phở bánh mềm à, chịu nè. Thử miếng thịt nè. Thường mình ăn thịt mình phải chấm với tương, tương đen, tương đỏ trộn chung với nhau. Rồi bỏ vô miệng nè. Thịt thì mềm. Mình thấy cái độ tươi trong đây mà. Hầu như là mỗi lần mình đi rất là hầu như mình ăn khi món phở ra trước. Món phở thật sự ngon. Cái nước của phở này á, mình thấy nó cũng đậm đà. Đậm đà là ở chỗ á, là nước mình thấy là nấu làm như từ xương. Và cái màu của nước, cái màu của nước nè, các bạn nhìn nè, nó không có bị đục, nó vẫn là trong. Không có đục, nó vẫn là trong. Mà cái bí quyết cái này là chỉ có đầu bếp ở trong ẩm thực của khu Lotte thôi. Đặc biệt, chắc mình nghĩ vậy. Thường ở nhà mình nấu á, nó không có được trong vậy, lúc nào nó cũng bị đục hết trơn á. Đang có bụng để ăn cái nha. Ăn xong mình nói tiếp nè. À, mình đã ăn xong ha, phở rồi. Bắt đầu mình đã review cho các bạn về món bánh xèo nha. Lấy cái đũa này luôn. Và để cái này qua một bên nè. Đó, xong rồi đó. Thấy gỏi cuốn không? Nè, bóp vô không có mềm tay. Mình cảm thấy là ok. Rồi mình sẽ chấm với lại tương nha. Coi cảm vị ngon của Lotte sẽ nấu lên món gỏi cuốn này như thế nào. Bánh tráng thì dẻo, thịt cuốn hòa chung với xà lách, bún ổn, tương vừa miệng mình nè, nó ngọt ngọt. Đồ ăn của Lotte nói chung là tươi ngon hết. Từ nguồn nguyên liệu là mình thấy ổn hết. Mình tin tưởng vào chất lượng của Lotte. Hầu như là tuần nào mình cũng đi hết trơn á. Thứ bảy chủ nhật là ngày mình rảnh rỗi ha, mình hay đến Lotte để mình ăn mấy cái món ăn Việt à. Rồi bây giờ mình thử bánh xèo nha. Đây là nước chấm bánh xèo. Bánh xèo có độ giòn,
cái vỏ nó giòn. Còn cái lớp bột nó hơi bị béo nha, hơi bị ngon nha. Nhưng bánh xèo người ta cuốn với rau, thấy không? Mình là thích trải nghiệm trước á, là ăn bánh xèo coi cái lớp vỏ nó như thế nào. Rồi mình sẽ cuốn với lại rau sau nha. Cái này bột, bột là tự nhà bếp pha, đầu bếp ở đây pha nè, không phải là bột bột có sẵn. Mình cũng ở nhà mình làm rồi, hai cái vị nó khác nhau hết. Cái này là tự tay nè, xay bột. Xay bột rồi có nước cốt dừa, nước cốt dừa là không thể thiếu nè, có lụa béo trong đây, nước chấm thì vừa ăn. Thấy ổn nữa. Giờ mình sẽ cuốn ha. Một miếng bánh xèo, một con tôm, một chút giá, một chút xíu thịt nè, hoàn toàn thịt nạc nha các bạn, thịt nạc không nè, con tôm là tươi ơi là tươi. Rồi mình cuộn chung nó vô nha. Có rau vô mình ăn sẽ đỡ ngán hơn. Tại nãy mình ăn thử cái đầu á, nó có độ béo rồi, mình thích độ béo đó. Mà ăn một chút nhiều á, cái là mình này bắt đầu á, nó sẽ ngán, làm cho mình ngán. Mình có hợp với rau cũng ok, có chút sơ không mềm nữa. Mà không lo sợ mập đâu, yên tâm. Hết cuốn thứ nhất rồi, mình qua tiếp nha. Thấy không? Xinh 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 lên. Còn rau à?